Xin chào anh em, mình đã trở lại đây. Ngày nay game không chỉ làm con người chúng ta vui vẻ, mà còn mô phỏng cuộc sống vô cùng thật, giúp mọi người hòa mình vào một thế giới mà khó có thể trải nghiệm ngoài đời thật. Và tiêu biểu phải nói đến là dòng game sinh tồn thế giới mở, đặc biệt đối với nền tảng di động trước năm 2021, đã nổi lên vô số những sản phẩm đình đám, khiến người chơi đắm chìm hơn vào thế giới của game. Và năm 2021 chúng ta vẫn được đón nhận khá nhiều tựa game chất lượng đi theo phong cách này, mà trong video hôm nay mình sẽ liệt kê toàn bộ chúng. Tuy nhiên không còn đơn giản là xây nhà, chế tạo công cụ, thu lượm tài nguyên, mà game sinh tồn ngày nay đã mở rộng nhiều hơn thế, khi nổi lên trong số đó là những game sinh tồn hành động. Nhiều tựa game mang đến cơ hội tuyệt vời để bạn tạo ra điều gì đó đặc biệt với nhân vật của mình. Và dưới đây sẽ là tổng hợp danh sách những game sinh tồn thế giới mở mobile phải nói là mới và đáng chú ý nhất giai đoạn đầu năm 2021. Apex Legends Mobile. Mới đây, tựa game sinh tồn thế giới mở Apex Legends Mobile đã chính thức đi vào thử nghiệm ở Philippines và Ấn Độ. Có lẽ khuyến khích game thủ ở hai quốc gia này ở nhà chơi game khi mà dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ. Và đối với phiên bản di động lần này của EA, bên cạnh những lời khen có cánh của cộng đồng, thì không ít game thủ cho rằng Apex Legends Mobile là bước lùi khi đồ họa lại không thể hiện đúng cái tầm mà tựa game này từng tạo ra. Và việc thêm vào góc nhìn thứ ba, mặc dù là cần thiết với một tựa game di động, nhưng lại vô tình làm mất đi cái chất chơi cần có của game bắn súng FPS. Tuy vậy, đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm, và có thể game thủ sẽ còn chứng kiến nhiều thay đổi hơn với nhiều nội dung hay là tính năng mà nhà làm game chưa công bố. Ngoài ra, những nội dung có trên phiên bản PC console vẫn được giữ nguyên trong phiên bản di động lần này, nhưng rõ ràng Apex Legends Mobile vẫn là bom tấn đáng mong đợi nhất trong năm 2021. The hunt begins. Dark and Light Mobile. Tiếp tục nữa là một tựa game sinh tồn hấp dẫn và được phát triển bởi ông lớn Snail Game. Mà khác, thương hiệu này không phải là cái tên xa lạ, nhất là khi tựa game này từng ra mắt trước đây trên PC. Và không chỉ kế thừa toàn bộ tính năng người anh đi trước, mà game mobile này còn sở hữu không gian ảo vô cùng đẹp mắt, với nhiều tính năng hoạt động không thua gì những game cùng thể loại. Và bước chân vào thế giới Dark and Light Mobile, bạn sẽ lựa chọn một trong những chủng tộc, chiến đấu cũng như từng bước khám phá toàn bộ nội dung tại đây. Và từ đó mà thế giới quan của game thủ càng được mở rộng, qua từng bước chân khám phá với những vùng đất xa lạ. Đặc biệt, yếu tố sinh tồn trong game khắc họa vô cùng chi tiết, khi đẩy game thủ vào thế, phải tìm kiếm thu lượm thật nhiều tài nguyên. Và khi đã có đủ mọi thứ trong tay, với kỹ năng phép thuật từng bước nâng cao, thì đây mới là lúc game thủ nghĩ tới việc chiến đấu với những quái vật khổng lồ trong game. Lost Line. Sau thành công của tựa game Badlander, thì Netgear tiếp tục công phá nền tảng di động bằng một game bắn súng sinh tồn hấp dẫn với không gian mở, và mới đây vừa công bố phiên bản soft launch của mình dành cho người dùng hệ điều hành Android tại hai khu vực là Úc và New Zealand. Vì thế, thông qua gameplay trải nghiệm sớm, có thể nói game sở hữu chất lượng đồ họa không hề tệ, tận dụng những công nghệ đồ họa tiên tiến, thì vì game đẹp như thật là điều hiển nhiên. Và tuy khai thác bối cảnh tương lai, song hệ thống vũ khí trong game lại không viễn tưởng hóa, tạo được sự gần gũi với người chơi. Bạn sẽ từng bước tìm kiếm thực phẩm, duy trì thức ăn và chiếm lấy trang bị của kẻ thù để tồn tại, xây dựng quản lý đồng thời phát triển căn cứ của mình, tạo ra những vũ khí trang bị bảo vệ để tham gia vào những cuộc đối đầu truy quét kẻ thù. Và có lẽ thời gian tới game sẽ mở rộng đối tượng thử nghiệm, giống như lộ trình những game sinh tồn khác trước đây của Netgear.
Final Fantasy VII The First Soldier. Đầu năm nay, Square Enix Nhật Bản đã thông báo chuẩn bị ra mắt hai game di động mới thuộc vũ trụ Final Fantasy VII vào năm nay. Và đáng chú ý là tựa game Final Fantasy VII The First Soldier mang đến trải nghiệm Battle Royale đỉnh cao với kiểu chơi tương đồng với đa số những game đấu trường sinh tồn cùng thể loại. Tại đây, mọi người phải đi săn lùng chiến lợi phẩm, bao gồm vũ khí, điểm năng lượng để nâng cấp kỹ năng nội tại của bản thân. Lúc này, ngoài di chuyển trốn tránh quanh bản đồ, thì bạn cần ra tay tiêu diệt những người chơi khác, với trải nghiệm chiến đấu phải nói độc đáo hơn nhiều. Cụ thể, game thủ phải chiến đấu với những vũ khí thiên hướng cận chiến, với nhiều đoạn thế phép thuật và công cụ hỗ trợ khác nhau. Điều đó đồng nghĩa thay vì bắn nhau như phim hành động, thì người chơi có thể nhào lộn chém nhau như phim cổ trang, đặc biệt còn được triệu hồi quái thú, vừa pha trộn giữa kho vũ khí cổ điển với chút ma thuật đặc trưng của thương hiệu Final Fantasy. Radiation City 3 là tựa game được phát triển bởi Atypical Game, là đội ngũ đứng sau một loạt những tựa game chất lượng, và tựa game này chắc chắn sẽ không làm người chơi phải thất vọng khi vẫn lưu giữ phong cách game sinh tồn kinh dị. Và nhiệm vụ của bạn là thâm nhập vào thành phố bị tàn phá bởi thảm họa hạt nhân với niềm hy vọng nhỏ nhoi cứu sống người thân và vẽ những bức màn kinh hoàng đã tồn tại ở đây. Vì thế, người chơi sẽ phải làm quen với những thứ dù là đơn giản nhất, thu lượm tài nguyên vật liệu và chế tạo đồ dùng, cũng như quan tâm đến những thông số của cơ thể, bao gồm như là máu sức lực của mình, nếu không muốn nhân vật tự nhiên lăn đùng ra chết. Và cũng giống như là Radiation Island, một lần nữa game giới thiệu những hệ thống kẻ thù rất đa dạng, luôn rình rập chờ bạn sơ hở để tấn công. Bạn phải chiến đấu với hy vọng mong manh là tồn tại cho đến khi tìm hiểu sự thật cuối cùng trong game. Undone. Vừa qua thì Tencent đã công bố tựa game mobile mới toanh của mình là một game hành động co-op thế giới mở tương tự Lie After, nhưng được phát triển bởi cha đẻ của PUBG Mobile và cũng tương tự đàn anh thành công trước đây. Undone tiếp cận game thủ thông qua thế giới mở rộng lớn, và có khác là thế giới tại đây bao trùm bởi những zombie khát máu, và game thủ sẽ trong vai những người sinh tồn phải tập hợp với nhau chiến đấu tái thiết lại nền văn minh, đồng thời dưới sự hậu thuẫn của Unreal Engine 4 nên đồ họa trong game đẹp không thua gì những game trên máy tính. Lối chơi thì xoay quanh PP và PVE, cũng như khả năng đoàn kết sinh tồn của người chơi. Qua đó, game thủ phải thu lượm tài nguyên xây dựng căn cứ, nâng cấp vũ khí áo giáp để chiến đấu, và đối mặt với hàng đàn sát sống biến dị ngoài tự nhiên, cho đến những người chơi sinh tồn như mình, và được xem là game mobile đáng kỳ vọng nhất của năm 2021. Project Atlas. Tiếp tục là dự án game sinh tồn thế giới mở đến từ Netgy, đang được đông đảo người chơi di động quan tâm. Game sở hữu bối cảnh tình huống là cơn bão biển quét qua và tạo nên trận đại hồng thủy kinh hoàng. Trong tình thế này, chỉ có những con tàu mới có thể kết nối với nhau và cứu trợ mọi người khỏi thảm cảnh. Trong khi đó thì nhiều dị nhân tà ác lại xuất hiện và bạn phải đối mặt với những khó khăn thử thách. Lần này không phải trên đất liền mà là trên biển, đồng thời còn là trải nghiệm sinh tồn dưới đáy đại dương. Và cũng giống như là game sinh tồn Lie After trước đây, nhưng đã được thay đổi bối cảnh. Người chơi sẽ tham gia như là nhà thám hiểm chinh phục đại dương, tìm kiếm thu lượm tài nguyên, với gameplay chiến đấu bắn súng ở góc nhìn thứ ba. Và với việc thành công ở mảng game sinh tồn thế giới mở mobile, thì có thể xem đây là phiên bản kế nhiệm của Lie After, về một đơn vị làm game dày dặn có thương hiệu, và luôn quan tâm thấu hiểu người chơi của mình mong muốn điều gì. Project Gaia là dự án game bắn súng sinh tồn đáng chú ý nhất trong năm 2021 và hiện tại đang mở đợt thử nghiệm mới nhất của mình. Sau khi nhận về nhiều phản hồi tích cực từ game thủ về mặt đồ họa, game được xây dựng trên nền tảng Unreal Engine 4. Do đó, mặc dù là game mobile,
nhưng chất lượng đồ họa và khung hình không hề thua kém những game PC, đặc biệt với cơ chế co-op với bạn bè của mình. Game hứa hẹn mang đến những khoái cảm kỳ lạ khi được sinh tồn trong một không gian u ám, đang bị bao vây bởi những sinh vật biến dị, giống như là Left 4 Dead của Valve từng làm, và nhìn chung là một mô típ quen thuộc mà game thủ thường thấy ở những game bom tấn trên PC console. Và trong đợt thử nghiệm lần này, game đã hé lộ thêm một phần về cốt truyện của nó. Với hệ thống gameplay mượt mà và kho trang bị đa dạng, lại càng làm cho game thủ tò mò nhiều hơn về game. Và nếu muốn trải nghiệm thử tựa game này, thì mọi người phải nhanh tay đăng ký sớm nhé. Như mọi khi, link tải game mình đã để sẵn dưới phần mô tả và công việc của bạn chỉ là nhấp vào chúng để tải về. Tiếp theo, nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên bạn hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Sau cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.